Mở ra, mở ra, mở ra luôn. Cái bỏ thỏ xuống đi bạn. Ở trên xếp thẳng thẳng ấy lên. Nhớ nhớ chưa lại quên lúc nãy còn dư. Em lấy đi, em lấy để chị mở cho. Em mất. Chị nhớ để lại ba đếm tiền nha. Mấy đếm ba đi. Để lại ba thùng mi. Bạn nào bán từ chối đang tặng vật gì thì cô ơi, cái này là làng Mông hả cô? Làng Mông à, làng Mông. Có cái dao không ta? Nhà ai đây cho mượn dao? Dài chân dài từ đây cũng được. Mày đỡ chạy xong rồi qua kia khi qua luôn nha. Ai ai đã được chào? Ai biết chủ đang làm cái gì nào? Chạy lên đây nào. Đây là cái gì con? Có con. Trời ơi, chưa đúng. Ai biết nào? Ai biết? Đây là đích. Rồi, đây con, đây là gì? Cây kiếm hả? Đúng không các bạn? Đây, đánh sạc đi. Tiễn chị đang làm gì á? Tiễn chị. Chị đang bóc quà chuẩn bị cho các cháu. Quà tết cho mọi người đây đó. Bánh kẹo. Lên. Rồi các bạn chờ tôi một chút xíu nha. Chích không sao đâu, chưa mưa đâu. Cứ bỏ xuống đi. Đếm đủ 100 bao gạo không? Đếm thử nhé. Dạ. Chín Nguyễn nha. Bây giờ mày đẹp nhé. Rồi bây giờ chúng ta đang tiếp đây là cái gì? Mì dừng có một cặp bên kia luôn. Mì mì dừng bên kia luôn. Cho mì qua đây luôn. Chào qua. Anh ơi, mình để nguyên trong thùng vậy anh. Để nguyên trong thùng vậy đấy, để tí nữa là phát cháu nào đi ta phát cho nó luôn. Dạ. Đó bao nhiêu? Làm biết đây. 5 này. Đây 5 nữa. 80. 80 còn 20 vậy thôi. Không, nó dư, dư. Dư 5. Đâu không có không các bạn. Rồi, chúng ta cho bạn của mình một tràng vỗ tay nào. Em mở cái bao cái ấy chỉ rồi tiếp theo nha. Đây là một đồ chơi mà các bạn sáu này,
là 8 rồi. Đúng rồi. 8 đi 5 nữa này. 8 đi 5. Đó, là đó rồi đó. Chết bò ăn ở dưới này cũng được không? Bài thứ tư này. Đúng rồi. Rồi, các bạn nam chuẩn bị. Rồi, ngồi xuống nào, tất cả ngồi xuống nào, tất cả ngồi xuống nào. Cây súng đúng không các bạn? Vỗ tay nào. Có trẻ không? Thì chúng ta cho chúng một tràng vỗ tay nào. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi, tiếp theo. Các bạn ở phía trên chúng ta ngồi xuống cho các bạn ở phía sau nhìn nữa nào. Bạn nào biết đây là cái gì nào? Có ai hỗ trợ kết nối giùm em cái Bluetooth không ạ? Anh ơi, cái Bluetooth của mình là cái gì anh kết nối giùm em với? Rồi các bạn phía trên ngồi xuống nào, ngồi xuống nào. Ai biết đây là cái gì mới là giỏi nha. Em ơi, em kêu chị tắt cái Bluetooth đi. Bạn nào biết đây là cái gì giơ tay nhanh nào. Ai biết chuẩn bị giơ tay nào. Ai biết giơ tay nào. Ngồi xuống nào, chúng ta không đứng lên. Hai. Ai biết đây là cái gì? Rồi rồi, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Tất cả ngồi xuống nào. Rồi, chú một bạn nữ nào. Rồi, mời con nào. Rồi, chạy lên đây với chú nào. Trời, có bộ đồ quá đẹp luôn. Rồi, đây là gì con? Bông hoa gì? Hoa hồng đúng không các bạn? Rồi, chúng ta cho một tràng vỗ tay nào. Rồi, bây giờ chúng ta... Cái hoa hồng đẹp ghê chưa? Chị đang phát trực tiếp hả? Đi, đi đang phát hay đi đang quay á? Chụp cho bút tấm này đi. Rồi, chị ngồi ra đây. Múp ơi, bớt giỡn em. Ngồi xuống nào, tất cả chúng ta ngồi xuống nào. Rồi, ngồi xuống nào. Mới được, mới chịu. Bình tĩnh. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Rồi, mời con chạy lên đây. Đây là cái gì? Con gáo hả? Vỗ tay cho bạn nào. Lấy chưa? Lấy rồi. Ai biết nào?
Cô gái mông này đẹp ghê á, sờ mông sờ mông. Nó bị tối thôi chị Lâm hả? Do trời nè em. Chụp mà tối có con tối. Các con chụp cảnh thường. Cách đỏ thôi. Chuẩn bị nào. Ai biết giơ tay nào. Ưu tiên các bạn ở phía sau nào, các bạn ở phía trước đứng ngồi xuống nào. Các bạn ở trước ngồi xuống nào. Rồi ưu tiên cho các bạn ở phía sau nha. Đây là cái gì? Vô tay nhanh nào. Alo, đúng rồi, có biết nhạc đây, đúng rồi. Rồi để chú ưu tiên cho mấy bạn đứng phía sau nha. Rồi chúng ơi. Quay chị. Em đang phát cái tư thế chiến là ngồi chụp hình luôn. Đứng ở giữa đây nè. Đứng vào lên chụp đi. Chụp đi. Nè, sắp lên. Rồi các bạn biết không? Cho. Không, đứng lên đây mới chụp cả luôn ra đến kia, lấy cả luôn. Ngồi xuống, nhìn có bao người được. Hai tí nữa hai về hai coi clip thấy cái tướng ông Chí ông nằm chưa ông nằm chưa mình đưa giải ra lên đưa lên cho nhục cái này là nhanh chưa để mưa nè mưa đang xuống mưa ào xuống cái là chết luôn á là bó tay luôn á nha dưới ông nằm chưa đó đội giày dép kìa đội giày dép ra vui lắm kìa qua đây em quay. Hai thanh niên này giỏi quá. Rồi, người yêu nào. Bạn yếu giờ sao nãy? Bạn yếu hả? Con làm việc rồi. Tiền cho con cũng. Con tiến lại về chuyển. Không được. Thứ sáu rồi. Được rồi. Kiếm tiền nó mới ghê chứ. Thì chị chuyển cho làm việc này chút xíu chuyển nó 500
ngủ à. Lấy xe hả? Không, mới đó mà. Quên xe hả? À. Đừng xây xe đi tìm chỗ ngủ rồi chứ. Vậy trời đừng mưa, em thấy mưa nè. Mưa, mưa chịu, mưa. Giờ cho họ lấy đi. Nói sư phụ đi. Nói sư phụ đi. Sư phụ ơi, bây giờ cho họ lấy đồ chưa? Từ để cho mặc xạo, mặc xạo đồ cho mẹ, mẹ ăn đồ cho hết cả. Xong rồi là tí nữa là mình cái đó là làm phải chia cái đó ra khỏi bên này nè. 100 hồ đó là tại vì tí nữa là hồ này để chia hồ là cứ phát một phần mì, một bao gạo và một cái phần quà bánh kẹo Tết. Tại vì chờ cái là tại vì cũng không còn biết chờ coi với tên nó chuyển mình đâu. Tí nữa đang giữ với lại đang kia. Nó biết hả? Nó biết. Nó biết là nó về cái 100 hồ nghe quá. À. Đừng đợi cho thầy bà. À rồi. Nó nói luôn. Nó trước có mấy người kia đi qua sau qua khác. 100 hồ nghe cái đó. Thầy bà đó thì nó nói. Nhưng mà ở đây nhớ ở đây nó nói như sao mình nghe. Ở đây nó không có như nó không có quậy. Nó nghĩa là đồng bào đây hả? Kêu nó về ngồi là nó về ngồi à. Đồng bào đây hiền đúng không? Dạ. Cho tiền lấy mà kiểu cho tôi vậy kiểu em mới sợ. Quay trực tiếp
tiếp rồi. Em đang phát trực tiếp à. À, các anh chị chúng cái tâm đó rồi chuẩn bị qua hết bên này chúng ta lấy chén. Có mấy em thanh niên bên kia là sẵn rồi, dí đồ là qua bên đó nhé, còn để mấy chúng thanh niên rồi qua hết bên này chuẩn bị chúng ta phát chén với mặc áo ấm cho các em trước. Mấy vị hai đứa tẻ là tỉnh gì đó, em đi phát quà cho các cháu. Cái này là mình chưa được lừa đâu, từ từ đó. Quý vị các em nhỏ, ta cái vì mặc áo ấm đấy. Cái này đi, mời các vị lớn luôn, chúng ta cùng qua bên này đứng phía sau để chúng ta mặc áo ấm cho các em trước. Sau đó rồi chúng ta mới qua bên này nhận quà người lớn bên này. Các xin mời. Chị ơi chị, hay là mặc áo trước đi rồi phát tiền. Vừa áo vừa dép. Vừa áo vừa dép. Các quý vị lớn đưa cho các em tất cả lui qua phía bên này ạ. Để chúng bên này là phát vét và mặc áo đồng phục, áo ấm này, áo này là áo ấm mùa đông cho các em nhỏ, cho các em nhỏ này trước, tất cả các em nhỏ đều là áo đồng phục giống nhau, áo mới, áo ấm mùa đông, nhưng mà bữa này là nóng mất tiêu rồi, nhưng mà bà chúng ta mặc đường cân nhé. Các em mà cần đơn giản ráng nóng một tí nhá, trời đang nóng ráng một tí không sao nhá. Rồi một em là một cái áo này, là tất cả các em nhỏ đều có một người một cái áo này và đôi dép. Em nào mà không có dép thì có dép, và em nào chưa có giày thì ý là chúng ta là khác giày nhá, giày dép áo quần. Sau khi các em nhận đôi dép và nhận cái áo này xong thì các vị lớn đó, các hộ gia đình chúng ta mới qua bên kia, chúng ta nhận mì, nhận gạo và nhận áo quần người lớn, còn bên này là các em nhỏ. Kính thưa quý phụ huynh, các làng trong làng Mông thuộc tỉnh Đắk Nông, xã Đắk Đờ Rông phải không ạ? Đây là xã Đắk Đờ Rông, tỉnh Đắk Nông. Thì hôm nay là những ngày cuối năm, chuẩn bị chúng ta đón năm mới. Thầy cũng như là quý anh chị các mạnh thường quân ở tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk kêu gọi áo ấm mùa đông cho các em, và luôn tiện hôm nay là những ngày cuối năm, thầy cũng như là quý mạnh thường quân các anh chị đây vào trong làng của chúng ta để phát những món quà như là mì, gạo, bánh kẹo, tuy ít nhưng mà tấm lòng của thầy cũng như là quý vị mạnh thường quân, quý anh chị ở đây thì hôm nay quý vị đã đến đây và các cháu cũng đến đây để nhận những món quà. Thầy thay mặt cho quý anh chị đây chân thành cảm ơn các bậc phụ huynh cũng như các em đến đây để nhận món quà, và xin kính chúc cho các hộ gia đình cũng như các em đón một năm mới luôn luôn vui vẻ mạnh khỏe. Thầy cũng xin kính chúc cho các mạnh thường quân cũng như các anh chị trong chúng khai tâm thuộc chùa Lâm Tiền Đi luôn luôn được mạnh khỏe bình an để lo phụng sự đạo pháp cũng như là xã hội. Rồi bây giờ các em chúng ta phải ngồi cách xa nhau ra thì mới các anh chị mới mặc áo ấm cho các em được, và sau khi mặc thì các em phải đứng yên tại chỗ để thầy xin những tấm hình nha, đúng không ạ? Rồi các anh chị thiếu phụ kiện, thiếu áo quần, chúng ta bắt đầu mặc đi ạ. Rồi bây giờ các bạn ngồi xuống nào, ngồi giãn ra một chút.
tới ai người đó sẽ đứng lên để các cô chú mặc áo cho mình nha. Rồi tới lượt ai người đó sẽ đứng lên. Rồi tất cả ngồi xuống nào, tất cả ngồi xuống nào. Hello. À thì nation nation bây giờ sẽ đặt sáng chiều thế thì ít được xe đây là thì ít chỉ đây lấy một lọ nếu được chờ được bé thiên giờ tay để đưa đây vừa nghe mặc vừa nghe sẽ đặt sáng chiều ít được xe giờ lên thì tết sinh cạn ta thì tết xe thì tập thể dục lên đó cả xe đến giờ đó bây giờ là xe đến giờ đó cháu lò là à thì thâu mình chỉ cho nhiều xe thì tết đến giờ đây nếu được cho tại lấy nhiều thì thay ít chờ đưa rồi. Cầm dép đi à? Mày thằng ngoài dép mày phát dép. Chùa chùa đó là lọt nè đó. Đu đu dừng đi là lọt nè đó. Mày ơi, mưa gạo. Cái bát đầy 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 nha. Kiếm gạo, qua chạy kiếm gạo, mưa ướt gạo. Rồi, mặc vô, mặc vô. Mặc áo vô nha, mặc áo vô. Rồi, bằng vô đi con, bằng vô đi con. Lấy từ là dùng với chủ tôi ít tôi lưu xưa này thế là thì nhìn thế nhìn thấy đây là lọt nè ở bên nhìn trời nhìn rộng ra việc thì lọt nè thế mặc vô chứ, mặc vô chứ. Không vừa hả? Nhỏ quá hả? Nhỏ quá. Nhỏ lấy cái áo to hơn. Có áo to hơn anh chị ơi. Nhỏ đi đồi luôn con. À, anh chị ơi, chúng ta có cái gì che gạo lại không ạ? À? Mưa kìa, che gạo lại ạ. À. Con ơi thử cái này coi con. Thôi cứ mặc vào đi, rồi các cháu cái đổi. À thì té xe này nhé, chìm xe uống lên chìm xe kìa. Mẹ lưu ta khát tới đây nè. Thì trường lò nè, lấy cho ta đưa đi. Rồi, đấy, rồi, nha. Lấy kìa, tao nhiệt, dây nhiệt, tiền dây cả bếp cho nó lò, thì nó thích được kế lò đấy. Rồi, rồi, đứng đi, tao chờ nha, đứng đi, tao chờ. Rồi, đứng đi, tao chờ, đi, tao chờ. Để tao chờ, lấy kìa, lấy tao vừa. Để lấy thêm lo cho lò thì phải để cho nó biết sao đó. Em có thể cho em nào một chiều cho đứng ở bên đi. Trời ơi, mình lại đổ ra giờ trời mưa mất tiêu rồi, thấy chưa? Đây tụ lại rồi, đúng không? Được á. Mưa cơn vậy thôi. Mưa cơn thôi. Không mưa cơn. Tụ lại. Hàng này có chưa? Có mắm chưa? Có chưa? Đúng em nè. Trời ơi mưa con. Được chưa? Được rồi hả? Cái này rồi. Hả? Đây con. Hả? Đây con lấy cái này. Rồi đi lừa cho các em mặc rồi. Rồi dép nè, cho em bé này một đôi dép nè. Đây nè. Tắt đây anh ơi. Lên được chỉ tao lo là che tè thì cũng chỉ tao lo là chỉ lá tiền bỏ đó. Cái thầu thì phải cho nhiều hoa mê thầu chị mà thì cháu lo hoa thì thái cho mê tờ. Có chưa? Chưa hả? Con có áo chưa? Hai ơi, em này chưa có áo nè hai. Ủa rồi, cái này à? Bà à. À, bà lấy hả? À, mặc cho em đi bà. Mặc cho em đi. Sợ. Bà mặc cho em đi. Dạ. Tẹn đang quay á nha, tẹn không có chụp nha. Quay cũng được. Dạ. À, mùa đông khó lạnh. Mùa đông không lạnh. Em sẽ áp áp về cho buôn làng. Biên giới. Đây là làng Hồng Đông. Làng Hồng Đông. Thôn 11 Cư Cà Nia. Thế cho tôi thì sao tại vì nhìn đây thì sao thì có một mùa lạnh á. Bé ơi con có áo chưa? Rồi bây giờ. Chiến ơi. Có áo rồi chúng ta ngồi xuống nào, bạn nào mặc áo rồi chúng
Tẹn ơi, tẹn, tẹn ơi, cho em một cái áo nữa. Lấy một cái áo nữa. Từ từ lo cho là kì sẽ đợi rồi. Từ từ lo cho kì rồi đó. Bé kia chưa có kìa. Bé kia chưa có. Hơn trăm mấy rồi. Hai ơi. Bé mặc áo xanh kia hết rồi, để từ coi. Bà lấy bé bên kia thầy mua trăm mấy rồi đó mà. Ai mặc áo rồi ngồi xuống cho chúng nào. Này thì kìa tao cho chị giàu đó. Giàu đó thì có xuống nè. Không được, lớn rồi, đồ người lớn. Xe nhỏ đây. Dầu tư dư xe xe khu lại do phát không chỉ thế nào. Chiến ơi, mấy đôi nhỏ bên này nè Chiến nè. Rồi đó. Mua thế này. Mang thử, mang vào đi con, mang vào vừa không? Nhìn là biết là vừa rồi. À con này chắc chân nhỏ này à, này con này nè. Dậy vào này, chắc vào nào. À vào đi, con đi chắc vào. Ôi, giỏi quá nào. Giỏi quá nào. Đây bạn này. Đây cứ tải. Bạn này chân nhỏ phải không? Đây, vừa chúng ta nào. Đây. Đây đây con. Con này. Cho mẹ tập con này. Rồi tôi đi lại sai không giảm gì chưa? Con chân. Rồi tôi chú để giúp con đi. Nha. Bỏ đôi dép của cháu nó vô trong đó cho nó xách ra anh. Đây con chú con cần đôi dép này nhá. Rồi. Đây này, này chú cho đôi con đôi dép nào. Thấy cái nào một, đó thấy cái nào một. Cái trong này chín. Giàu đó chỉ có phá đó. Chiến ơi, còn số nhỏ không chị? Rồi, người nhớ nhìn thấy đẹp phút rồi. Nên sẽ là giàu đó, sẽ là giàu được tia tố hôn nữa đó. Chị là tia xóa đó, sẽ là giàu đó. Sẽ là giàu đó. Sẽ là giàu, nó thấy báo số thế là tia. Ý chị, bây giờ là nhưng phải đùa chia thế. Đây 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 số nhỏ đây nè. Sư phụ ơi, sư phụ. Đây 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 số nhỏ này. Sư phụ ơi có số nhỏ nè sư phụ. Ủa đây nhỏ quá. Không không đưa đây kia, đưa kia. Sư phụ ơi đôi này nè. Không. Đôi chỗ em á. Đôi lưng, đôi vụ chỗ lưng á. Đó. Đây nè, đây nè. Đó, đôi đó được mà. Đây này con. Đây này sư phụ. Cái này rồi, cái bao hôn lửa đó. Đây xin. Mà thì sói lên đó thì lấy. Mà thì lò thì ta đảo kế nữa. Này, mang dép không? Bé mang đi, con mang đi. Con mang dép đi. Mang dép nha. Đó, vừa mà. Ồ, dễ thương quá. Dễ thương quá, đi thôi. Nhìn chưa? Đẹp không? Nè, cho cô Vân đôi nhỏ đi, cho cô Vân đôi nhỏ. Đó này to mất tiêu rồi. Chiến ơi, con đôi nhỏ không Chiến? Xin là cái áo đó là phát cho người lớn hơn. Đúng rồi. Chiến ơi, con đôi nhỏ không Chiến? Chiến cho em đôi nhỏ đi. Nhỏ xíu, đúng rồi, cho em đôi nhỏ. Đi, con bé được thằng này. Áo len nhỏ, áo len nhỏ phát cho em đó. Con len nhỏ, con có vừa không? Giàu nè. Thế là giàu ra, nó cái bộ hôn lửa ra. Có đứa nào mang rộng không? Chỉ dù biết rộng quá, sao là chỉ rộng ít tỉnh hoa như thế này. Dược nó thì hợp. Nó thì người ta ủi thích sáu này thì nó chỉ phai được ra. Thế là giàu ra. Nên chỉ tao là thì...
tao không là gì, tao không chị, ý chị cha tài sứ già già bé sáng lên đã chị, người ta hôn được thì nó thì chị bao thì. Tao mang cái này vừa không? Chính bộ kế thế thì. Mang cái này. Mở phái rồi bé sáng đã nè. Mang cái này nè, cái đó không vừa đâu. Mang cái này xem, bỏ ra. Mang cái này nha. Này rộng hả? À, này là hồi này đã chờ luôn. Vừa không? Vừa. Cái này rộng hả con? Đưa chân lên cô coi. Ồ, để cô lấy cái khác. Có đôi nhỏ nữa không? Hết đôi nhỏ rồi cô ơi. Để cho không đôi. Không đôi này của con bé kia nè. Mặc áo len nhỏ, xong rồi mình... Đó đúng rồi, mấy em nhỏ qua mình... Cháu từ thì mê thơ mấy cái đứa lớn hay đổi. Tiền ca cháu cho thì bốn đứa lớn biến mới cháu chết thôi. Là điểm bố cho thì lo nè. Nhỏ quá không mặc vừa mình xin lại. Mặc lên. Mình lấy cái được, mặc tiếp được. Cái này em con mặc vừa ha, con mang vừa không? Vừa không lấy cái lớn hơn không? Đọc một cái đó bằng tao đọc 13 đi. Cái lớn nha. Lớn ơi cho con một đôi lớn hơn đi, đôi này nhỏ nè. Mang cái này vừa không? Lấy này cho bé này nè, bé này nè. Bộ hình chúng ta đứng luôn luôn. Cho bé này nè, nó lớn nè. Đó, cho nó đôi lớn. Con. Dạ. Được rồi, được rồi. Dạ, em quay. Rồi, bạn nào có áo rồi, chúng ta ngồi xuống để cho các cô chú nè. À, lai hả? Nha. Mang dép có vừa không? Dép nó vừa không? Vừa không? Chị ơi, vừa lấy này. Đôi này. Đôi đó vừa đó. Đôi nhỏ xíu này cho em. Ôi, xong. Con, ơi, nè. Mang vô nha. Trời ơi, tội. Bên xe đạp thì đẹp không? Giờ có gì nữa, nó phát là đẹp không? Còn dưới tầng dây nó chỉ lấy nó phát chắc khỏe hoạt thì từ mi bài nhỏ thì mi tôm là xìa thì thú thế nào? Tung nào là thì dưới nó phát là xài đó xì mà tết cho thì mình nhờ tung nhờ xài bé thì hơi ưu hứng là thì là chỉ tập bóng hơn nữa nè, bé ô tư dữ nè. Lớp bạn đây nè. À bạn đã có rồi hả? Đây bạn sau. Trời ơi. Ai có bóng rồi giơ lên chú xem nào. Ai với ai hả? Ủa sao nãy nặng nhiều lắm mà mới có mấy kỳ thôi hả? Nổ hết rồi. Cái nặng kiếm cho nhanh đi cho lại mày. Ủa mày chặt con bướm bướm. Đây xì mới được gì. Nhanh mà. Còn có những em nó chưa có đó em. Mấy cái đôi giày này to quá. To quá hả? Bây giờ mình đi tìm mấy đứa mà bị chật. Có nhiều đứa nó mang không vừa mình đổi đi. Dạ. Thì bé chó thì cứ tí bé chó thì chó giờ chó lâu rồi. Bé là thì một sấy mà ta lấy phát xuống thế thì phát thì bị tôn đó nè. Chắc gì là hai bé thì ý lúc trên này chưa to thì ý tôn một sấy còn đỡ xuống. À bé sẽ đây chó lâu một cái bàn đó. À thì chó bây giờ thì chó là dở cái gì đây nè. Vì thì ta chó lâu do tôi ta lấy chả mình thì và thì nó sai chỉ cần cái này chung với cái thì nó chỉ còn dùng sai thôi. Nhiều ấy, em nợ được tấm nào nữa. Có cái năm ấy. Thế là dầu đó. Sao này là bếp em nhiều, sao là dầu đó. Dầu đó, nó chỉ mua đó. Rồi các bạn cháu. Nếu chỉ dầu thì nó chỉ mua đi đó. Sao là dầu đó. Về nhà bà ở nha. Trời ơi, dễ thương quá à. Mà cái áo nó nãy giờ nó im vậy đó. Sao là dầu đó, nó cho nó là tất cả. Chị ơi, sao em thấy mấy đứa nhỏ mà nhỏ xíu xíu nó thiếu dép á. Mà đi cái nó phải cho nó cái áo. Ít từ ít này cho tao luôn xin này.
rồi đi nữa. Người ta tạo luôn á, lấy từ lấy nhiều tàu nữa nè, nhà tiền lấy thì sao thế thì chín lông lùng vậy thì lấy chỉ phai nè. Bạn ơi em thấy to quá không? Tẹn không ơi câu tới này to quá. Giờ tới gì nữa, bây giờ tới gì nữa. Chụp không em, em đang quay. Em quay chứ em không chụp. Không em không có máy, em đang qua phát mà. Máy em đang phát. Anh ơi, mình đưa cái loa này qua bên kia để thầy phát loa đi. Bên này có cái loa nhỏ rồi. Đó, đây là phát mà. Chị nói bằng loa này các bạn có nghe không? Ok, cảm ơn. Rồi bây giờ các bạn cứ trật tự ngồi im ở đây để nhận bong bóng nha. Còn để những người lớn rồi bạn nào muốn nhận bong bóng thì cứ ngồi im nha. Bạn nào cũng sẽ có à, cứ ngồi trật tự. Bạn nào có bong bóng rồi thì chơi cẩn thận, nổ chú làm lại mệt nha, tội chú. Bạn nào có rồi chúng ta cầm bóng cao cao lên một chút xíu, đừng có quẹt ở dưới đất chúng ta sẽ nổ nha. Rồi các bạn ơi, chúng ta chơi bóng không có trà xuống đất nha. Tại vì bên kia cho đi nè. Lực, một, hai, ba, lực. Cầm đi, thấy nhỏ nào nhỏ. Nè, có cái áo len nhỏ nhỏ không? Áo len nhỏ thôi. Sợ áo len to không? Ờ, thay lớn không? Tối cho là tuyệt. Lực. Cái này mũ. Lực, lực. Tiếp, cái áo tiền này mâm ạ. Không, cái này là cái quấn cổ á. Quấn cái cổ á. Tổ thế. Quấn cái cổ. Này kéo qua chị Dung á, Dung á, Dung với Hà. Dung với Hà đâu? Chị Hà đâu? Lực, lực. Em mặc được cái nào không Dung mama? Em, cho em đây. Em này này được nè. Được, được. À, thì à, bé cho cứ ý chồng cái tin anh chạy giờ bé sợ gì đi nha, nếu chuyện này là ý tưởng xuống nè vì bé nó đã không được chịu giờ thì ý phụ hồ sư nên sợ là cháu kia sợ là ý tưởng nhà kìa, nếu chuyện này ý tưởng nhỏ quá, nhỏ như thằng kia mặc được kìa. À, thì mới cho chúng ta ra cái được to đó, được rồi. Không, cái áo nè, cái này nè, cái này to nè. Dạ, cái đó là vừa đấy. Không to á nè. Đó, to hơn hả? Vừa, cái này vừa nhưng mà cái này nhỏ nè. Cái này nhỏ nhỏ cho em này nè, đó em này nè. Đó. Chơi đại, chơi. Đấy, chơi. 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 Ờ thì ý ha tỏ thì dùng sai mình nè. À thì rồi cái này mặc vừa nè. Không lấy bằng tôi xếp rồi nè. Cái này nè, cái tím nhỏ này nè. Cái này nè, cái này nè, cái này vừa nè. Mặc cho em nó thử coi. Cái này vừa. Ừ, cái này nhỏ, ý tưởng thế này. Ừ, mấy quần á? Mẹ mẹ á. Mẹ 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 mẹ. Bên này, có cái quần nhỏ không? Cho chị cái quần nhỏ. Đây. Dung ơi, Dung, đây nè, cái quần này đẹp nè. Mẹ 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 mẹ. Cái này nè, cái này đẹp. Con
gái hả? PC 25 là PC 25 là PC 25 là thì không nhỏ má. Nhìn lên cái đó vừa em mặc cho bé đó vừa đó vừa. Không vừa. Nè bé nè, bé gái nè. Bé gái nè, mặc cho bé nè. Bé này á hả? À. Em bé này mấy tháng? Hai tháng rưỡi hả? À. Là còn con là 17 tuổi hả? À. Cho em bé 2 tháng rưỡi vừa. Nguyên bộ luôn. Là em này là con của con luôn hả? Đúng vậy, con của chị. À con của chị. Dễ thương quá. Chị bao nhiêu tuổi? À. Thì bé chờ con bánh tết nữa nha. Còn bánh tết nữa. Mẹ bạn làm này ít lên là ít tôi sẽ chỉ nhờ thì ít lúc chuyện này nhờ tôi nè. Thế thì dân chỗ người ta việc thì nó không phải được. Mà thì bếp xếp hàng là nó bếp xếp hàng là thì ít lên ta có hại à? แม่ๆนะแม่ๆหลอนะอ่ะเตียนเนี่ยจําเมจิเนี่ยสิชิญ่อนะเนี่ยเตียนเท่าละตาก็ตาเตียนแล้วจะรอดเตียนอย่างใดจะอีกทีแม่เนี่ยเตียนสอนนี่นะแม่ๆหลอนะ แม่ๆหลอนะจ้อเตียนเราแล้วเตียน nào đây là phải trả thù những cái mùi rồi cái tôi bảo cái nào bé về nuôi luôn đi con mẹ mẹ nè mẹ mẹ lo nè vì giờ ý chờ hạ đào cho mình nhiều thế dép nhỏ hết rồi Trang ơi dép nhỏ à tìm mẹ mẹ lo nè mẹ mẹ lo nè mẹ mẹ lo nè xin một em về nuôi nhông ơi em có một bé về nuôi nè mẹ mẹ lo nè còn đây thì cháu mình ngủ thì bà ta cũng hiểu không hài nè ở kia phía trên này nên sao là chỉ ta lắc thang đó sao là chế là sau lên thang tất cả mô tô luôn á mà thì ý chỉ ở kia nó cho ta thang mặt thang đó nên chỉ sao thì ý là hạ ổ sao là ta lắc thang lên ta chế được sai dù chỉ trong đó phía trên á ở kia ý chỉ là lấy từ lấy tao khảo sư ở kia phía ở kia ý chỉ với chúng ta chẳng đây sao là thì mơ mà ổ xuyên thế tỏ đó mẹ thì sao mẹ thì té là ta út ta mẹ té cho cái là ta út ta nè à thì ít bia cho thì lấy phúc phải thì té là mẹ là khai nè vì cái muôn tàu nè mẹ sẽ đầu thì té nè cha thì mẹ thì mẹ mẹ cha thì tắt đi hãy tiền nên chấm nhau là tiền nên xé đó chấm lỗi mà khai cái tên xin à ba tiền lần tiền thì tên tàu thì tên tiền xé phóng lần tiền lên đấy nữa hãy tiền chấm là na tiền nhà chấm lâu là xin à tết chấm nhiều tiền và ta thích dùng đi tết tàn đồ tàn nè tết xin là xé đó sau lên đã tết xem mua nhỉ
xá là xá đó. Hát tiền lên trời đó, dòng ly lá chuyện phá gì thế, vì tiền phá cái theo đây là, cô mua hả? Hát tiền, nay sẽ làm về nhìn thấy người ta chào đó, nay nhìn thấy người ta chào đó, lại yêu phá ở đây cái thang gì thế? Hát tiền, ít chuyện này ít tu nữa cho thì khẩu thì thú là tiền nuôi tôm mà. Các ta giảm đi chống rồi mà. Thế tình trạng tư theo cha chỉ lâu nhớ phái không gì nữa. Nên sẽ đợi thì chọn kỳ sĩ tờ kia lâu nhớ là phái thì hay than gì nữa. Trang ơi Trang, con trả cho mẹ nó. Nên chân nhờ xe đó, vì ta phái được cả lầu ta chỉ chỉ tới tàu thôi nè. Này trả được đấy nha. Thả lần cháu đi nào. Hả thì nên cho tao không là gì. Nên là sáng cỏ thì hả thì đi hai đi hai chỉ lừa phanh gì nha. Mẹ đâu, mẹ bé này đâu. Bé cho mình nhuận là trả được đấy. Thôi xin chật. Bé em đi. À đúng rồi Trang, đúng rồi, đúng rồi. Hả thì trả đấy là xí tờ, xí chật. Nè 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 nè. Cho em nè. Ít kia thì là nơi là thì là mang giày vô. Ôi áo đồng. Rồi. Bé em nha, con bé em nha. Giữ em nha. Giữ em nha. Chừng em té. Điện đề các cháu mới nhuộc chị nhà thì nay chị tao phải khổng nó là gì? Nay tỏ mồ nuôi cháu là phải khổng lượt thêm một kế nữa. Họ bế cho lầu tỏ non cháu thì cháu tỏ non là bế sĩ đạo khá ná vì để lùi chị tao cháu cháu. Lên từ đấy tao sẽ nè. Cái này là cái gì? Lên thì lấy như tàu sư. Giờ lên từ lúc trên này tua tạp ai là chị cho ta ở tiền lò tới tòa nhà lấy phái thứ dòng lên thứ kia tiền lên tên về chạy chứa ra. Tới cho tôi hòa tiền là ca là xìa rồi tới cho mình đã tí mà cũng muốn lưu tí lọ ra. Hãy kia tới sáng đàn ý chồng của tôi nhanh chay. Hãy kia trường khai liên đoàn lạ sư. Hãy kia nên cho chị tao là thất tư chứa cho tao là ngon trò là cho chị tôi đó. Lắm mong là lựa trời thế khó cỏ từ sư kia năm mươi. Nơi là tiền sáng đầu ủy trưởng của tiên lên xe sáng đầu năm cá nhân dòng khoe của mưa dòng của chú tôi là tháo ủy trưởng đại của tôi một phát tử tôi tưởng tôi là tiền là tôi khai để là tháo ủy trưởng đại ủy trưởng đấy ủy trưởng đại tôi nên sẽ đó là lúc tôi là nên sáng đầu một chế tao
giờ thì lấy từ xã tàu chỉ cho chị làng ca là chỉ là khai tận nơi cứ tập ta chỉ bé mà mặn là nữa biết chỉ là thì là thì chỉ thay gì nữa này cứ về cháu mới nhiều lấy có lấy tàu một sáng cháu thì cháu lâu là khai xuống nữa vì thì cháu mới nhiều lò là cũng lần chia xí. Không không phải lồng lồng nhé, từ từ thôi, lấy từ từ trong lồng lồng còn này chưa mà nó nhận một phần. À rồi, đây tôi phát con. Con em này là cả nhà nhận chưa? Không được, nhà có nhà. Mấy cô lớn đi. Rồi cho cô. Lừa đâu này? Từ từ thôi chứ, từ từ thôi. Nhưng mà cái này từ phát mở ra thì ở đây vì từ dân tương tư là phán chứng minh ở đây sẽ đảm hết đây. Từ từ giải quyết. Sẽ đây một khai là tựa tự cho ý ở lời tàu yên nhiệt xin nhiệt á. Đã xử mà bế bà mạ sư. Cháu mê nhộ và chỉ có khăn tự cho thế nào. Nhìn chưa? Tại chỗ là để tôi phát lại cho chị ơ là nè. Vì tôi lựa chẳng chứa lựa tù chị ta to kia. Bây giờ khai ý lệnh ý mình chị nè. Giờ biết tôi là khó lò là đó. Có tôi tiền rồi à? Chị ơi, chị có cái máy đó không? Chụp hình không? Em chụp em đấy. Mày muốn à? Ừ. Nè, chị chụp em đi. Nè. Rồi đây đây, chụp hình nha. Chị ơi. Đây rồi, từ okay, được rồi. Bé, đứng đây. Ok, thằng Luân bỏ xuống. Bỏ. Rồi, xuống đi, con ngồi xuống đi cũng được. Đó. Rồi. Đây, lưng ngồi xuống lưng. Em cầm cái này. Em với. Rồi, đi. Bà đi. Rồi. Rồi. Mà mẹ thà đó, nên là cho anh chụp những cái nghe nó nhau hợp lại thì chụp cái hậu đại là chỉ dùng dao nè. Nhìn đây, nhìn đây, ôi, đẹp lắm. Đi bao, đi bao, đi đi mình nhé. Biết nhìn rồi bao? Gia đình nhìn chưa? Rồi, rồi. Rồi, cho vàng ra đây cho mọi người. Chưa, đẹp lắm, quý vị quá đẹp nè.
cho con cháu chỉ tàu lý đấy, chỉ tàu thò vào này lý kia là sao của tàu đây. Cái gì mà bé mẹ sẽ bé chỉ sao mà thì à chỉ sáng trên đó là bé đã theo ý chỉ để tạo cho người này. Rồi mệt quá cho mình mê là chỉ sao khó vì nên sẽ đào tạo lần đầu trả cho lo đào cho mê chỉ giống tôi đấy. Nên cho mình giàu rồi mê là chỉ sao khó mà nên tạo lần đầu trả cho lo hòa thì ở trong đây đó. Ăn cái này nó lên hốc ác lại. Em để hạ đường huyết. Sái đàm được khai tình trạng nữa. Chúng ta có xăm nè. Tính nó kể cho hồng xăm. Lê khai là ba mẹ nè. Lại trời đừng mưa. Lại trời đừng mưa sư phụ ơi. Mưa đâu. Mẹ mẹ khả nè. Cho mình dầu chỉ ta khả nè tảng nè. Còn những cái gì thì nếu mà cái quần cái đó nhỏ thì cho cái đó là cho mẹ đi có thì lá thì ta là chị lựa chọn cho nè. Phát sinh đến đâu nè. Dâu lý tác khổng và thiệt tán ta thì tất cả tôi là cậu tư xa tổ xe vì thiệt thế ta là chỉ ta lên đặc sư tạ thiệt khổng ta là chuyển chúa trình tròn tàu hành mà ta dòng vào cung mua rồi không trang lên lên mẹ mẹ khá nè tụi mê tụi lo là cứ sẽ đã mua nhau cho hồng khá tất nhiên mà cái con mê của cái vợ chồng kia nó cái lo cho anh chưa gửi lên thấy lên chúng rồi thì tự lấy cô Vân thấy ở chỗ này có cái gì đông đông vui vui nè đông quá trời đông lớn từ góc bên kia qua bên đây rồi mà từ từ đi chú ơi mấy em ở đây đợi từ nãy đến giờ một tiếng hồ chưa có đây nè rồi bây giờ các bạn lui lại cho chú một xíu nào chú dính vô tường rồi rồi ưu tiên cho các em nhỏ trước nha các bạn lớn đợi nha để chú cho mấy em nhỏ trước nha rồi chạy bạn nào có rồi là chạy nha bạn nào có đi làm vỡ hết rồi là lấy lần hai rồi chú không biết kiểm soát sao luôn tông quá mà giờ cứ chơi bể rồi chạy vô lấy là mấy bạn thì nãy giờ chưa được lấy là cứ đứng đợi mãi rồi chạy chạy nhanh nào ở bên kia một chú nữa hả bên kia có một chú nữa kìa đó cái chú đó thì nặng tới tết dương lịch luôn. Alo. Bên này cũng có một chú bong bóng nữa. Còn đang phải ưu tiên các bạn nữ chứ các bạn nam xài kiếm nhiều quá. Ừ.
Hello, lần. Ui, bạn này có hai cái luôn hả? Quẹo lửa, quẹo lửa. 3.000 một đũa, quẹo lửa, quẹo lửa. Cái ông bán bong bóng này bán đắt quá. Cái cho mình nhựa, nhà thế thầy với là tỏ nó là trong bóng bay từ tàu. Rồi lấy bong bóng rồi về, không kêu ba mẹ trả cho con. Thầy, thầy hú xì của tao đây nè. Thầy cho mùa thì sửa chế là có xì. Thầy cho mùa thì sao ta tao tê thở lúc em đi lần nào với tao. Cho cái lừa tiếp đi, còn được nhiều đồ mà. Lừa, lừa, lừa. Còn nhiều đồ ra lừa đi. Mà sao lấy dài to thì sao mang. Ra lừa tiếp đi, lấy mật ra lừa tiếp đi. Lừa rồi tiếp đi. Lấy tu cho à tia cho tu đến bây giờ tu mới nhận thoại của người gì hơn chứ mình em bé này có trách nhiệm ngồi giữ đồ lực lực đây là tòa núi tiền à tia vừa đẹp vừa tao cứ nhận chiêu cắt mấy cái chỗ góc mấy em nhỏ nhỏ dạ, này dạ. Con biết rồi sư phụ lực lực được không đây lực đây này. Một em ngồi giữ đồ nữa nè. À, dễ thương quá, bé này dễ thương quá. Nè, ê, 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 dễ thương quá. Con gái. Ok. Ê, một em giữ đồ nữa nè. Đó, ngồi giữ đồ thôi. Ngồi giữ đồ thôi. Đó, con gái nè. Con gái đó. Con gái con đang làm gì đó? Con đang chọn đồ hả? Hả thưa tất cả các quý vị, mấy cô tài tài khổng thưa mấy cô trực thầy. Hai chị em hả? Ồ, đẹp quá. Được, được. Alo. Alo, alo. Cho nó sẽ là đây nè dễ thương nè con của em hả ba đứa luôn hả à, hai đứa sinh đôi hả ờ dễ thương quá em bao nhiêu tuổi rồi à hai đứa này sinh đôi hai tuổi hả hai đứa này sinh đôi nè nè ni bố 26 tuổi bằng tuổi con á à hai đứa sinh đôi ba đứa luôn à hai đứa thôi còn kia chắc hai cháu ai là ba đứa hả à một gái hai trai vì kia tham chiếu là bố tôi giờ hai đứa xóa và dưới là nhà chị tao nè trả hết cho người ta tí muốn biết một cái rồi có gì tao thì sao cả trong đảo thế này con của anh hả? Con của chị dâu. À, con của chị dâu. Thank you.
Sao con khóc á? Sao á? Đây lượn lên. Sao? Sao khóc? Con của em hả? Con của con hả? Tìm mẹ nãy giờ khóc á. Dâu lên khóc giờ chạy trốn làm đau đây. Lượt được khảo hữu sư dị thế lưu đây. Dị khảo là cái dị hữu dị dân đây. Khảo có một so tao với lưu trái đôi lần này là của tao mà nhờ. Có một quay clip đang quay đây, đang quay đây. Đây vì đẹp. Lâm ơi về em. Chiến ơi về Chiến. Chị về nha, chào mấy em nha. Thôi, xin chúc khỏe nha. Chúc mừng năm mới nha. Chúc. Rồi, chào nha. Chào cả nhà. Hãy tia bé kênh để tất phú bé mẹ mẹ khả nà lừa cho bé đúng phái chị. Chị ơi về đi chị. Sư phụ nó cho về rồi đó. Sư phụ cho về rồi đó. Cho mình chở đồ về. Còn cái này được chi? Còn cái đó để lại hả? Người ta muốn lấy gì người ta lấy. Người ta lấy nữa đâu. Ủa vậy? Đưa anh em. Chưa đúng rồi đó. Chưa đúng rồi đó. Nói đi. Nói đi. Hồi nãy giờ rồi nè. Sư phụ ơi. Chưa thấy cả cái chồng của chúng mình chờ cho bà.